15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị xem chương trình YouTube của 15m Bình Dương nha. Thì như các cô chú anh chị thấy thì bà con đang đến viếng mộ của cậu Năm mang theo rất là nhiều hoa ha. Ở đây thì 15m thấy có một bịch trái, không biết là trái gì, giống là trái xoài bơm quá ha. Cô ơi, xoài bơm, xoài táo rồi cô. Cái xoài này hồng hồng phải không cô? Dạ, tuyệt vời quá. Con chào chú luôn nha. Dạ. Hai trái 2 kg đó anh. Hai trái 2 kg à. Quá đẹp luôn. Wow, trái màu đẹp ha. Nay hình như thấy cái xoài này chuộng ghê luôn. Thấy bà con mang đến cái xoài này cũng nhiều lắm á. Chú ơi cho con hỏi mình đến từ đâu chú? Ở Sài Gòn. À Sài Gòn ha. Bà ơi, con chào bà nha. Con chào các cô chú, anh chị. Không dám bà đi, không dám bà. Dạ. Trời ơi. Con chào bà. Bà mình đến từ đâu bà? Bà ở Đồng Nai, ở xã Vĩnh Tân. Xã Vĩnh Tân, Đồng Nai. Trời ơi, tuyệt vời quá. Hôm nay mình đi cả nhà luôn hả bà? Đi cả nhà. Dạ, con nghĩ là cũng 7-8 người ha. Dạ. Dạ. Lên thăm mộ nghệ sĩ. Dạ. Vũ Linh. Vũ Linh với dạ. Thiên Huệ vậy. Dạ. Trời ơi. Để là bà nhân trăm tuổi bà cũng đâu có biết đâu. Dạ. Dạ đúng rồi. Bây giờ còn khỏe hay được đi vậy mừng. Quá wow, quá là mừng luôn. Rồi hôm nay mình đến xe gì bà? Xe hơi. À xe hơi đậu ngoài kia ha. À, hồi nãy mình nói là mình đi từ Đồng Nai phải không bà? Dạ Đồng Nai. Thôi. Vĩnh Cửu. Ồ vậy là quá xa rồi. Hả? Bà bà 76 tuổi. Rồi bây giờ con mời bà cũng như là cả nhà chúng ta vào viếng mộ của cậu Năm nha. Dạ, rồi giờ con dẫn đi nha. Dạ. Rồi bây giờ mời bà qua viếng mộ của cậu Năm. Con lấy nhang cho bà và cả nhà nha. Dạ. Rồi em gửi anh nha. Ở đây cũng được nè anh. Mình đốt ở đây cho cần. Bà ơi con lấy ghế cho bà ngồi nha. Dạ. Dạ. Ghế được cho bà ngồi ở đây nè, cho mát nè. Tự nhiên. Dạ. Mới đây lần đầu tiên. Dạ. Ao ước đi được. Vậy là bà ao ước được đến đây đúng không bà? Trời ơi tuyệt vời quá. Là ta từ Đồng Nai Vĩnh Cửu. Dạ, quá là quý luôn. Hôm nay là bà lên đây là mình là thứ mấy rồi? À, lần đầu tiên. Dạ. Con nghĩ là bà ái mộ cậu Nam lắm ha. Bà năm nay nhiêu tuổi ạ? Dạ mới có 76 à. Dạ mới có 76 rồi. Dạ hôm nay ông không có đi heo hả bà? Không có mình bà. Ông cũng đi đây rồi. Dạ ông đi đây. Ôi ơi. Nhưng mà hồi lúc mà ông chưa mất con nghĩ ông chắc cũng ái mộ cậu Năm phải không bà? Dạ. Ông xã tôi chứ cũng nghệ sĩ đàn. Wow tuyệt vời. Dạ nhạc sĩ á. Dạ thôi mình vô mát mình đứng cái bờ chỗ này nắng quá ha. Thôi bây giờ mình mời bà qua bên đây chào mát. Để cho bà vô coi cái dạ. Bà ơi con cũng lấy ghế cho bà ngồi nha. Dạ để con lấy ghế cho bà. Rồi con mời bà nha. Dạ mình ngồi đi bà ơi. Nè mấy anh trai mình giảng ra cho bà ngồi đây luôn nha, hai bà luôn. Dạ bà nào cũng quý hết. Rồi dạ. Tuần cây lương dạ. Rồi dạ hỏi ngộ hỏi ngộ bà ở mộ cậu. Dạ rồi thấy mình giảng ra chút xíu đâu mà gặp em trai lắm.
bà không có tiền mà bà dám bỏ xe bỏ tiền ra 800.000 bà mướn từ ở Vĩnh Cửu lên đây đó. Thôi rồi. Có mướn xe chứ không phải là xe nhà đâu nghe. Bỏ 800.000 lên đây đó. Từ Vĩnh Cửu qua bên đây. Từ Vĩnh Cửu Vĩnh Tân Đồng Nai. Dạ. Trời ơi. Ao ước lên gặp Vũ Linh một lần cuối đó. Dạ. Đó, bà ơi, năm nay bà bao nhiêu bà? Con nghĩ bà chắc cũng hơn 70 ha. À, bà 66. Dạ. Bà mừng quá bà hết gác luôn rồi. Dạ. Giờ cái gì giờ đem lại về cũng không mừng không mừng mặt. Dạ. Dạ, một lát rồi mình chụp vài tấm hình để về làm kỷ niệm nha bà. Dạ. Tôi cũng vinh hạnh lắm. Dạ. Bà năm nay là bao nhiêu tuổi rồi bà? Dạ, con nói chuyện với bà nha. Dạ. 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 Rồi con cảm ơn bà nha. Dạ. 80 là mấy mới lớn rồi bà. Bà 80 mới lớn luôn. Dạ. 96 à, 76 rồi. 76 rồi. Nay nha. Mình đi xe là mấy chỗ anh? Dạ con. Bà ơi, hôm nay mình đến đây con nghĩ là gia đình mình chắc là ba thế hệ đến đây đúng không bà? Dạ, đúng rồi, con dâu, cháu nội. Đúng rồi, thấy chưa, con đoán chính xác gia đình ba thế hệ đến viếng mộ cậu Năm từ Vĩnh Cửu Đồng Nai ha. Ôi ôi, tuyệt quá. Dạ. Dạ. Xã Vĩnh Tân. Xã Vĩnh Tân. Bà ơi, cái... bà ơi, cái tường cậu Năm nào mà để lại ấn tượng cho bà đến bây giờ bà? Chú Phật nói tường nào cũng thích hết trơn á. Dạ. Nào mà nói là cái nào là chê được. Dạ. Vũ Linh á. Dạ. Tường nào cũng ấn tượng hết đúng không bà? Nhưng ấn dạ. tượng nhất là Vũ Linh. Ái mộ Vũ nhất Linh. Dạ. Vũ Linh mộ lắm trời. Ông trời ông ba ha. Anh Năm dạ. hả? Không có đi được luôn á. Xa quá mình không đi được á. Ra tuyệt vời đó là có dịp rồi đi ghé số người sao dạ trời ông ban dạ mình ước đây bà già chồng đúng đây rồi bà ơi bà nói hay quá ngoài cái giọng hát ra còn cái gì để mà bà là ấn tượng không bà? Vũ Linh thì nói đúng ra hồi trước á hồi tôi còn ở Cà Đỏ tôi ở nhiều chỗ lắm dạ. thì Vũ Linh cũng có về những lần mà tôi không có dịp để đi coi nhưng mà Vũ Linh á thì nói ra nó đúng ra ngoài lời á dạ. Nếu mà nói vấn đề ái mộ mà nói vấn đề nhiều người con gái mà để thương thầm á dạ. Ôi không biết đâu rồi quá nhiều rồi cũng nổi ngày hôm nay không phải nói giống mà cái đó dạ con bảo đảm là trong đó cũng có bà ngoại thương à. Con cá cũng thôi. Dạ. Dạ. Bà ngoại là thương ông rồi. Mơ tưởng từ cục vậy. Đây mình tí dụng kỳ cục đó bà. Thương ơi thương cái tiếng ca là ca như vậy. Dạ. Công nhận ông trời ông ban chứ. Dạ. Kỳ ký trước chắc cũng tu dữ lắm. Dạ. Mình không có tu. Dạ. Tu mình ca mà. Tu không được dạ. Dạ. Cái lời ca tiếng hát này là cũng như là thần thái dữ lắm. Dạ. Bà ông tổ đại cũng tiếng nó được. Dạ. Ai muốn được là mến thiếu gì mà đời người cũng có nhiều cũng cái hay lắm chứ bộ. Dạ. Phải không? Dạ. Được. Nhưng mà được để ái mộ đâu phải dễ đâu phải không bà? Khó lắm. Dạ. Nó xin lỗi cho Vũ Linh này. Nó còn hơn ông chủ tịch nước. Nó mới như là ái mộ. Thương mến. Dạ. Vũ Linh này cũng thương người nghe. Dạ. Bà đổ mồ hôi. Bà ơi hôm nay bà đến đây thì chắc bà gọi là mát trong lòng rồi đúng không bà? Khỏe rồi ha, nhưng mà hôm nay là không được khỏe đúng không bà? Do là mình gọi là rộn ràng đến quá ha, đúng không bà? Không phải, không có hội thật luôn. Thú thật là cái chuyện gì mà mình ước á, dạ. bây giờ đến. Dạ. Còn cái chuyện mà
nói đi đến đây. Dạ. Nói hoài. À. Dạ. Nhưng mà không hy vọng. Dạ. Nhưng mà đi hơi cơ gặp. Chụp nó đi làm đi. Dạ. Còn cái chuyện mà mình ở mình hứa hẹn mình nói mình làm cái đó cái hàng năm mà vậy. Dạ. Cái này á ước nhưng mà không có hy vọng. Dạ. Ước là ước thôi. Ước là ước. Ờ, nhưng mà bữa nay là dạ, cái này gọi là mình nói là mình làm liền á, là mới thực hiện được đúng không bà? Rồi. Dạ. Thì có người mà. Dạ. Ví dụ mà nay giờ mà đậu biết đâu nói. Dạ. Phải không? Dạ. Không biết được. Dạ. Cũng như là ví dụ giờ biết bao nhiêu mình muốn đi. Dạ. Ngày đó. Dạ. Có câu chuyện gì nó xảy ra cho mình. Dạ. Nó đưa đến cái này. Dạ. Chi cái nọ mình không. Dạ. Đó. Thế cho nên mình muốn làm. Làm liền tức tắc còn mấy thôi ước hoài. Dạ. Tuyệt vời quá. Con nghĩ là ở nhà chắc bà hay coi YouTube ha. Không. Thì ở nhà thì coi cải lương vậy hả? Coi cải lương. Cải lương coi tối ngày đó. Dạ. Rồi coi từ sáng coi tới 11 giờ. 11 giờ tối. 11 giờ ấy 11 trưa đó. À 11 giờ trưa. Mới nghỉ rồi đi ba đi vòng vòng nhà em út rồi chơi cái đầu về. Dạ. Coi lại dắt điều. À. Rồi chiều tới 11 giờ kia nghỉ. Trời đất rồi. Nhưng mà bà coi mà cũng nghỉ trưa đó ha. Dạ. Dạ. Vậy là mấy tháng nay tiền điện chắc đóng lên cao lên hả bà? Bà đây hồi xưa bà hát hay cực kỳ. Bây giờ còn hát không? Hát cực kỳ. Tại vì bà là có ông xã của bà là gọi là một nghệ sĩ đàn đúng không bà? Đàn nhưng mà hồi đó nó còn chưa. Dàn cao kê thì hay. Cũng cực kỳ lắm nhưng mà cũng kỳ lắm. Vẫn có được. Giờ bà còn vẫn hát được mà. Bà hát câu chơi bà ơi. Hát câu á. Dạ. Cái câu gì mà ngày xưa bà hay hát á? Bà nhớ câu gì bà hát ở đó rồi. Dạ. Ôi trời, làm câu nghe chín mùi luôn á bà. Bây giờ tôi hát bài tình anh mắng. Ôi giời, hết sảy hết sảy hết sảy, tuyệt vời. Rồi bây giờ mọi người trật tự nha, nè, bà hát nha. Có vô được không? Có vô được không? Dạ. Có chống dại không? Không có, bây giờ không quên không biết. Dạ thôi mình nhớ tới đâu mình hát tới đó bà, không sao đâu. Bà nội nhớ khúc nào hát khúc đó. Đúng rồi. Được khúc nào hát bỏ. Đúng rồi. Khúc nào mối ăn bỏ hát đi. Dạ, khúc nào mối ăn thì bỏ ha. Chiếu Cà Mau vương trào trên dòng kênh ngã bà. Đúng rồi, nhớ. Cái vô rồi vô đầu nha. Cô gái năm xưa tôi chẳng thấy ra. Chào. Thôi ơi, chú hát cũng ngồi ghê không? Vậy giờ đầu tiên vô hả? Dạ. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào bên bờ kinh ngã bay. Sao cô gái năm xưa tôi chẳng thấy ra. Trời. Dạ, hơi không có nữa rồi. Trời ơi, hát. Mấy bài tôi cũng ho nữa nè. Dạ. Trời ơi, nghe mùi ghê luôn đó bà. Con nghe con mùi, con nghe bà hát mùi quá trời mùi. Nó ho mấy bữa nay, nó ho dữ lắm. Dạ. Tiếng nó khàn rồi. Dạ. Trời ơi, bà hát như bà hát một đoạn để đời luôn á. Dạ. Không, bà hát gì câu là cách hay bà. Tôi hồi đó tôi cũng tham văn nghệ. Dạ. Bà ơi, đó bà là ca sĩ biệt danh gì vậy bà? À, ca sĩ miệt vườn. Ca sĩ miệt vườn. Đụng đâu ca đấy. Ca lớn quá. Dạ. Bà lớn tuổi mà bà ca nội lực mạnh dữ bà. Dạ. Đụng kia mà con nghe con phải bỏ chạy qua đây luôn. Mày ơi, năm nay là chính xác chạy được bao nhiêu tuổi của mày? Chính xác là nhỏ là 76 đâu mà thành tháng 2 á. Dạ. Ngày 22 tháng 2. Ngày 22 tháng 2. Tháng 2 mình đó. Cái ngày đẹp quá ha bà. Dạ. Cái mà 2 giờ đêm. 2 giờ đêm luôn. Bà nhớ luôn. Trời ơi. Mẹ mình nói lại mà. Mẹ mình nói lại mà. Trời ơi bà kể chuyện thiệt. Ủa tiếng ấm nè chưa về bà. Dạ. Rồi thôi tụi con cảm ơn bà rất là nhiều nha. Chúc cho bà cũng như là gia đình nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc nha bà. Dạ. Rồi cũng cảm ơn các cháu nha. Dạ. Để đến đây
Dạ. Để niềm nở và đón khách tới đây Diệu Linh nè. Dạ. Và chúc cho các cháu được thành đạt. Dạ. Này ý muốn gì thì có đó nha. Trời ơi, đã quá. Tuyệt vời. Chúc bà luôn luôn dồi dào sức khỏe, đừng sống lâu hơn trăm tuổi bà. Dạ. Cảm ơn cháu. Nói cái đừng sống trăm tuổi. Thôi, sống khoảng 80 được. Sống hơn trăm tuổi ha. Dạ. Già, như bọc xương. Bây giờ già. Dạ bọc xương. Bà già đó, già già đẹp à. Vô đẹp luôn. Thứ nhất, thứ hai nữa già nếu có bước có phần á thì trí còn sáng. Trong sáng. Dạ. Còn mà nếu vô bước vô phần, ông dến bệnh cái bệnh xuống cái lẫn không biết ai. Dạ. Rồi cuộc đời đứt bóng. Dạ. À là chết sớm cho nó chứ. Trời ơi. Dạ. Người mình thế nào cũng đến con đường đó à. Dạ. Nhưng mà sống lớn tuổi quá ớn. Dạ sống lớn tuổi. Dạ. Có bước á. Dạ. Ngã ngang cái chết. Dạ. Dạ. Còn mà không có cái gì má tôi nè, quýnh tới sát với tôi. Quýnh nó xịp. Chiều á nó sẽ tâm mệt. Cái xong cái mua chai nước. Chai nước nước yến. Dạ. Mình đâu có biết lúc đó mà quýnh à. Dạ. Nó sao mệt quá à. Mua chai nước yến. Phải vô pha nước chanh để uống được rồi. Quên. Chạy mua chai nước yến. Đi luôn. Cái nguệ không luôn. Dạ. Không có chối cho một lần. Dạ. 88. Dạ. Thôi con cũng chúc bà luôn luôn rồi vợ mẹ sống 80-90. Dạ. Hai bà ha. Dạ. Dạ. 80-90 thì lên 100 luôn. Cái này là anh có nghĩa là cháu của bà hay sao? À cháu nội nha. Dạ. Trời ơi cháu nội đích tôn của bà. Tuyệt vời quá. Trai 4 đứa anh. 32 tuổi ha. Trời ơi cháu lớn. Con nghĩ là bà chắc có chắc luôn hả bà? Có chắc rồi. Dạ. Chưa chắc. À chưa chắc. Vậy anh tranh thủ cho bà có chắc nha. Dạ. Rồi thôi cô tụi con cảm ơn bà cũng như là gia đình mình rất là nhiều ha. Dạ tuyệt vời quá. Dạ. Rồi. Dạ. Nhớ nhớ chụp vài tấm hình làm kỷ niệm nha bà. Đúng rồi. Dạ. Rồi. Rồi cười cả nha. Trời ơi đã quá. Dạ. Rồi. Đến đây thì Mừng Lâm Hết mình xin phép và tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.